Chào mọi người, hôm nay Mộc xin giới thiệu cho mọi người cái mẫu này là Minh Quốc Đào, mẫu băng bốn tựa khắc ở Cần Thơ đặt, ở Ninh Kiều Cần Thơ đặt. Thì cái mẫu này là băng ghế dài của nó sẽ là 2,3 m và nó là bốn tựa, tay trụ 12 và mặt rất là bông vân nhé. Hàng này là hàng khắc đặt. Bình thường thì cái mẫu 3 tựa của Mộc thì sẽ giá là 31 triệu 9, còn cái mẫu này là bốn tựa thì băng dài 2,3 m thì giá nó sẽ là 39 triệu 9, tại vì cái nó lên 4 tựa và cái bàn nó sẽ lớn hơn nữa. Cái bàn nó là 1,470 m, nó lớn hơn. Còn mọi người để ý ấy, thì nếu mà hàng mọi người đi coi hàng thường, nếu mà mua hàng đồ gỗ ấy, thì mọi người nên đi coi từ hàng mộc nhé. Còn nếu mà như Mộc ấy, thì thường thường khách ở xa thì không có đặt hàng, không coi được. Thì Mộc chỉ cam kết hàng cho khách thôi, giao hàng xong rồi nhận tiền. Như tùy xưởng ấy, thì mỗi xưởng nó sẽ, như bạn để ý ấy, thì như Mộc cũng chỉ cho mọi người cách phân biệt gỗ ấy. Thì tùy mẫu hàng nó sẽ có giá khác nhau. Vân đẹp hay vân xấu, hàng rác hay không rác, hàng cây lựa hay không cây lựa, giá nó sẽ khác nhau nữa. Nên mọi người đi ấy, thì mọi người coi thì mọi người để ý, như Mộc có chỉ cho mọi người cách phân biệt cơ bản nữa. Nói chung cái đấy là khoảng 80% rồi, thì mọi người coi là mọi người cũng biết rồi đó. Chứ nhiều khách cứ đi vô trong phân bì Mộc là hàng bên này rẻ, hàng bên kia rẻ, thì Mộc đã nói là Mộc không phải là xưởng Mộc duy nhất. Tùy mẫu hàng của mỗi xưởng giá nó sẽ khác nhau, xưởng này làm giá này, xưởng kia làm giá kia. Thì tùy mộc mặt ghép hay không ghép, vân bông hay không không bông ấy, thì giá nó sẽ khác nhau thôi. Còn bạn tin tưởng thì bạn đặt mộc thôi. Đây, mẫu này là ghế băng, nó gồm một băng ghế dài, hai ghế đơn, một cái bàn với cả hai cái đôn. Cái mẫu băng bốn tựa này là mộc làm với giá là 39 triệu 900. Hàng gõ đỏ nem phi toàn bộ nhé, nem phi 100% mặt nguyên tấm. Còn cái mẫu này là Mộc đang làm cho khách bên Bình Phước, mẫu Nghê Định, tay lân luôn, mẫu tựa chạm hà tựa, gõ đỏ 100%. Thì mẫu này là giá là 34 triệu 300. Đó, mặt là cũng bông vân lựa luôn. Mặt ghế đơn là không có ghép. Độ sâu của mặt là cái sâu mà lọt lòng mình ngồi là 51. Đó, Mộc hôm nay tiện thì Mộc quay chuẩn bị mang hàng đi sơn, thì Mộc có quay cho mọi người coi thôi. Đấy, mặt không ghép. Lần còn sao nhờ, thường thường Mộc nếu mà các khách hàng xa đặt hàng Mộc ấy, thì bình thường Mộc sẽ bắt khách đặt cọc đôi chút, xong sau đó Mộc sẽ giao hàng tận nơi. Khách nhận hàng, kiểm tra hàng xong thì Mộc sẽ nhận thanh toán. Tùy đơn hàng thôi, đơn hàng trên 25 triệu thì Mộc mới bắt đặt cọc thôi. Tại vì nhiều khi giao hàng xa, tiền vận chuyển tới kẻ hơn triệu, mình bắt khách đặt cọc 500 nghìn, khách sẽ kêu sợ này sợ kia. Mộc giao hàng xa, Mộc không sợ thôi, bạn sợ. Mộc giao hàng tận nơi, nhận hàng, kiểm tra hàng xong mới nhận thanh toán, mày làm gì đâu sợ. Bạn là người cầm chuôi mà. Với cả nữa là hàng, nói chung mình mua bán hàng hóa thì uy tín với nhau thôi. Còn mẫu này là mộc đục hai tựa. Đó. Nó mắc hơn là do mộc đục hai tựa. Với cả nữa là hàng cây đẹp, không tí rác. Nếu mọi người coi để ý ấy, thì mọi người để ý mặt trước cả mặt sau ghế nhé. Thì nếu mà cái cây với cả dưới gầm chân, như mọi người Mộc có chỉ cho mọi người cách coi hàng đó. Đó thì nếu mà mình coi chú ý thì mình coi từ hàng Mộc thì nó tốt hơn. Tại vì hàng Mộc thì lỗi hay gì đấy thì mình cũng biết. Nếu mà lỗi nào mình chấp nhận được thì mình mua, còn nếu mà không chấp nhận được thì mình đặt họ làm bộ khác. Mọi người coi để ý Mộc. Cái mẫu này là chạm bằng máy nên chạm nó rất là sắc nét. Nếu mà đục tay thì có hồn hơn. Chào tất cả mọi người nhé. Một chào.